Nào bây giờ thầy sẽ kiểm tra. Trước hết là chúng ta kiểm tra phần thứ nhất là cấu tạo nguyên tử. Cấu tạo nguyên tử thì việc của các em là các em sẽ điền vào những cái thông tin ở trong cái ô này. Đấy. Nhưng mà với điều kiện là các em không được xem lại nhé. Không được xem lại thì ai gọi kiểm tra nữa đúng không? À, Trung Phong à, Trung Phong được cộng điểm rồi. Đấy, những cái ô đơn giản là ô rồi thôi. Rồi, rất tốt. Mời Bảo Linh à. À, trước hết là cấu tạo nguyên tử. Nguyên tử được cấu tạo bởi mấy thành phần chính nhỉ? Đó là gì? À, đúng rồi, hạt nhân và lớp vỏ. Trong hạt nhân thì có hạt nhân, có từ gì nhỉ? Đúng rồi, ký hiệu là gì? Đúng rồi, ký hiệu là P. Em Đạt, em chưa điền thì em điền luôn đi. À, em chưa có cái tờ này hả? Đợi một chút nhé. Thầy cho em cái bút chì để em điền, sau đó thì khi nào con tập thì em sẽ tẩy đi vấn đề lại. Khi nào con tập thì mình ra tẩy đi vấn đề lại cho thầy cô. Rồi chúng ta ký hiệu là P. Cái này Ngân cứ có rồi đúng không? Rồi. À, tiếp theo nít nước rông ký hiệu là gì? N. Đúng rồi. Thế còn đây trông ký hiệu là gì? E. E rất thì sao? À, điện tích của proton là gì? 1+ chuẩn luôn. Mà điện dương đúng không? Mà cụ thể là 1+. Thế còn nước rông? 1-. Chính xác. Thế còn đây trông xin lỗi, nước rông là 0 chứ? Nước rông 0 đúng không? Rồi đây trông là gì? 1-. Nơi trông là không mang điện. Để tiếp theo khối lượng. Khối lượng của proton có phải là cộng đâu nhỉ? Ờ đúng rồi, xấp xỉ một đơn vị carbon người ta sẽ gọi là đơn vị là xấp xỉ là một U, đúng không? Cái này là đơn vị carbon. Đơn vị nguyên tử là U, đơn vị carbon là ký hiệu ngày xưa thôi. Rồi, thế còn khối lượng của neutron? À, cũng xấp xỉ một đơn vị carbon, xấp xỉ đơn vị là một U. Thế còn electron xấp xỉ không, tức là khối lượng rất nhỏ, cái ghi rất nhỏ. Rồi vậy thì các em tưởng tượng ra nguyên tử của chúng ta gồm có hai phần, phần lõi ở bên trong rất nhỏ bé, thế nhưng mà là phần cứng, phần lõi là phần cứng. Thế còn cái phần lớp vỏ bên ngoài rất là lớn nhưng mà là gì nhỉ? Mềm. Các em hình dung như thế. Các em tưởng tượng nguyên tử chính là lõi là một quả cầu bằng sắt rất nhỏ bé và xung quanh là một đám mây, đám mây bao quanh cái quả cầu bằng sắt đó. Cầu bằng sắt mang điện dương bởi vì là nó có hai phần, là phần proton, phần proton mang điện dương. Thế còn phần neutron là không mang điện. Thì cái điện của hạt nhân ấy chính là điện của cái gì? Điện của hạt nhân chính là điện của proton hay của neutron nhé? Điện của proton, đúng rồi, của neutron nó không mang điện mà. Vậy thì cái điện ở đây chính điện của proton. Chúng ta có mối quan hệ giữa proton và neutron như thế nào? Bảo Linh trình bày tiếp nào. Proton quan hệ gì với neutron nào? À với electron nào? Đúng rồi, số E bằng gì nhỉ? E và P bằng nhau. Vì sao E và P bằng nhau? Em nhìn vào cái diện tích này. Diện tích của một proton và một electron thì sao nhỉ? Là bằng nhau. Đấy, diện tích của electron và proton là hoàn toàn bằng nhau. Cùng một cả nhưng nó khác nhau về nhiều ạ. Khác nhau về đầu. Thế mà nguyên tử này trung hòa với điện. Bình thường nguyên tử trung hòa với điện tức là tổng điện dương của hạt nhân. Tổng điện dương của hạt nhân và tổng điện âm lớp vỏ là sao nhỉ? Là bằng nhau. Tổng điện dương của hạt nhân và tổng điện âm lớp vỏ bằng nhau, tức là tổng dương âm nào ra là không, nó là trung hòa đi. Vì vậy mà số proton và số electron thì sẽ bằng nhau. Đấy. Được chưa? Tất cả những thứ này các em nắm được chưa? Rồi bây giờ chúng ta thầy cộng điểm cho bạn Ngân nhá. À bạn Linh nhá. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang phần thứ hai.
Điền tiếp theo là đơn vị khối lượng nguyên tử hai dung phong là mười nam là mười long là ok ký hiệu là U. Nó chính là cái gì? Một U bằng cái gì? Đấy là con số về liên quan đến kg, tức là mình đổi là kg, nhưng mà về bản chất nó là cái gì? Là 1/12 gì nhỉ? Khối lượng của nguyên tử carbon. 1/12 khối lượng nguyên tử carbon. Cái bài hôm trước thầy gửi cho Ngân, Ngân đã xem chưa? Đấy thì em biết cái này rồi đúng không? Đấy, khối một đơn vị nguyên tử thì bằng 1/12 khối lượng nguyên tử carbon. Và cái này người ta ký hiệu là gì? DVC. Đấy, ngày xưa ký hiệu DVC. Thế nhưng mà sách các khoa lớp 10 là ký hiệu là U. Nhưng mà thực chất nó là DVC. Đấy. Trong các đề thi đại học ấy, người ta vẫn dùng DVC em ạ. Hai cái này người ta dùng lẫn lộn. Chúng ta coi như là một, không có gì phân biệt cả. Nào, Long trình bày tiếp. Điện tích hạt nhân là gì? Giá trị điện tích của hạt nhân. Ký hiệu là Z cộng. Z cộng bằng gì? Z cộng bằng P cộng, đúng rồi. Tức là giá trị điện tích hạt nhân chính bằng số gì nhỉ? Số proton trong hạt nhân. Đấy. Rồi bây giờ thầy gọi tiếp nha. Long cộng điểm đã. Bây giờ chúng phong về các cái số khối này, nguyên tố học này, đồng vị này. Mới tiếp theo, bài nam này. Số khối là tổng số hạt proton và neutron. Đúng rồi, sinh ra P cộng N. Đấy, ở đây, N như thế này. A đúng rồi, A là bằng P cộng N. Thầy đồng ý. Nguyên tố học là tập hợp những nguyên tố có cùng số P ạ? Những nguyên tố nguyên tố học là tập hợp những nguyên gì? Nguyên tử nha, có cùng số gì? Số P trong hạt nhân. Cái chú ý đây chúng ta chỉ cần ghi là gì nhỉ? Là cùng P thôi. Đấy. Thế thì các em hình dung cho thầy là nguyên tố và nguyên tử có sự khác nhau như thế nào? Nguyên tố và nguyên tử là như thế nào? Có sự khác nhau như thế nào? Có ai phân biệt được cái này không? Hay là lại giống nhau? Ai cho thầy biết là nguyên tố và nguyên tử nó khác nhau như thế này? Định nghĩa là nguyên tố là tập hợp những nguyên tử có cùng số P. Vậy thì nguyên tố và nguyên tử khác nhau như thế nào? Đúng rồi, em hiểu thế là chuẩn đấy. Nguyên tố là tập hợp của rất nhiều nguyên tử lại, rất nhiều nguyên tử lại. Thế còn nguyên tử là ta chỉ nói tới một nguyên tử nói riêng thôi. Đấy, ví dụ như là nguyên tố em hình dung nó đây chính là một dòng họ em. Nguyên tố là tương đương một dòng họ, tức là rất nhiều người. Thế nguyên tử là nó tới gì nhỉ? Nó tới một người trong cái dòng họ đó. Vậy các em đã phân biệt được hai cái khái niệm là nguyên tố và nguyên tử chưa? Rồi. Đồng vị nào? Đây, đồng vị là các tập hợp các nguyên tử có cùng số P và số N. Đúng rồi, cùng số P và số N. Đấy. Vậy thì các đồng vị khác nhau đấy, của cùng một nguyên tố thì khác nhau về cái gì? Khác nhau về số N. Số neutron. Và có nghĩa là khác nhau về số gì? Số khối. Vì số khối là tổng số proton và neutron mà. Giống nhau về số P. Đồng ý. Ví dụ như là carbon. Carbon nó có 3 đồng vị. Đấy. Đó là carbon 6-12, carbon 6-13, carbon 6-14. Thế thì đồng vị carbon 12 người ta gọi đồng vị tự nhiên, hai đồng vị bình thường. Thế còn đồng vị 6-13, 6-14 là gọi là hai đồng vị phóng xạ. Đồng vị phóng xạ nghĩa là gì? Nó phát ra các cái tia phóng xạ nguy hiểm đến tính mạng con người. Rồi tiếp theo, bây giờ thầy cộng điểm nha. Nam rất tốt. Khái niệm tiếp theo là nguyên tử khối. Nguyên tử khối trung bình. Vậy Đức Anh nhá. Nguyên tử khối là gì? Nguyên tử khối là
À, đúng rồi, đúng là ngu hay là tính bằng gì nhỉ? Là ABC. Rồi. À, tiếp tục. Ngu từ cố thiệu là M, sắp xỉ bằng gì? À, sắp xỉ bằng số P cộng số nào? Em giải thích vì sao lại sắp xỉ bằng số P cộng số nào? Vì nguyên tử khối là tổng khối lượng của nguyên tử tính bằng DDC, mà nó chính là tổng khối lượng của P cộng N cộng E. Đấy. Thế nhưng mà khối lượng của E là sao nhỉ? À, sắp xỉ không? Chính vậy mà ta bỏ qua. Chỉ có sắp xỉ là P đó. N, rất tốt. Còn nguyên tử khối trung bình nhỉ? À, gọi là mật trung bình. Đấy, tổng là mật trung bình là gì nhỉ? Tính toán ví dụ như là đối với nguyên tử clo hạn, chúng ta phải dùng M trung bình của clo là bao nhiêu nhỉ? 35,5 đúng không? 35,5 đấy chính là M trung bình của nó đấy. Công thức M trung bình bằng gì? A1 x1 cộng A2 ở trên x1 cộng A2, và x1 cộng A2 chính là 100 em ạ. Thế còn x1 x2 là gì? X1 x2 là phần trăm là số gì, là số lượng nguyên tử nó có ở đâu nhỉ? Nó có ở trong một cái hộp hay nó có ở trong một cái cốc hay là nó có trong tự nhiên nói chung? Trong tự nhiên nói chung nhá, phần trăm trong nguyên tử có trong nói chung. Thế còn A1 A2 là cái gì? A1 A2 chính là số khối của từng đồng vị. Đấy, từng đồng vị có nghĩa là trong nguyên tử, ở trong nguyên tố học thì chúng ta có nhiều đồng vị, nhiều đồng vị thì ứng với nhiều số khối khác nhau. Đấy, thì A1 A2 chính là số khối của từng đồng vị đó. Thế còn x1 là phần trăm số lượng nguyên tử ứng với đồng vị 1, x2 là phần trăm số lượng nguyên tử ứng với đồng vị 2. Ok, đây là toàn bộ bài học hôm trước. Bài học này tương đối là ngắn thôi. Bây giờ các em mở sách giáo khoa ra, các em làm bài tập, luyện tập. Em mở trang số 9. Đấy, thầy dạy chỉ có mỗi tí xíu này mà hết 3 bài sách giáo khoa rồi đấy. Đấy, hết 3 bài đấy. Trang số 9. Em không mang sách giáo khoa à? Hôm trước thầy bảo các em mang đi mà. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ cho các em đọc trắc nghiệm để làm thôi. Thầy đọc nhá. Bài 1. Cấu tạo các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hết nguyên tử là A. Đáp án A là electron và proton. Đấy, đáp án B là proton và neutron. Đáp án C, đấy, neutron và electron. Đáp án D là electron, proton và neutron. Thì các em chọn đáp án nào? D đúng không? Hỏi quá dễ đúng không? Rồi, câu 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là xin lỗi, câu 1 nhé. Câu 1 là nói là các hạt cấu tạo nên hạt nhân cơ. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là, thì nó chỉ là gì thôi? Proton và neutron thôi. Để đồng ý. Thế còn câu 2 ấy, các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử là mới gì nhỉ? Neutron, proton và electron. Hạt nhân thì có 2 thứ thôi, proton và neutron. Thế còn nguyên tử thì có 3 thứ. Đúng chưa? Đấy. Hầu hết nguyên tử em ạ. Cấu tạo, các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là, đúng rồi đấy, hầu hết có một số các nguyên tử không có neutron. Ví dụ như là hydro em ạ, hydro nó không có neutron, nó chỉ có một proton và một electron ở xung quanh thôi. Đấy, thì người nói hầu hết chứ không phải tất cả nhé. Thế nhưng mà cũng chỉ có mỗi hydro không neutron thôi. Đấy, còn tất cả các nguyên tố khác thì đều có neutron trong hết. Riêng hydro nó đặc biệt, nhẹ nhất.
Bây giờ thầy sẽ đưa ra cái câu hỏi thầy chép ra nhé. Các em không quan sát giáo khoa, thầy sẽ chép ra cho nó, các em nhìn nó trực quan. Đây, bài số 3, câu 3, trang 9. Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10.000 lần đường kính hạt nhân. Nguyên tử có đường kính gấp 10.000 lần đường kính hạt nhân. Bây giờ các em tưởng tượng là nếu chúng ta phóng to cả nguyên tử lên sao cho hạt nhân có đường kính là 6 cm. Đấy, phóng to nguyên tử lên sao cho đường kính của hạt nhân nó xấp xỉ 6 cm, tức là nó xấp xỉ của bóng bàn. Đấy, xấp xỉ của bóng bàn em ạ. Đấy, bằng 6 cm. Thì ta hỏi là đường kính nguyên tử bây giờ sẽ là bao nhiêu? Đường kính nguyên tử bây giờ sẽ là bao nhiêu? Ai xung phong rồi? Bà Lê đúng không? À, mời Nam rồi. Đường kính của nguyên tử, các em chỉ nhân lên thôi đúng không? Nguyên tử bằng 6 nhân với 10.000 bằng 60.000 cm. Các em đổi ra mét thì các em chia 100 đúng không? Đấy, 1 mét là 100 cm mà. Vậy thì sẽ bằng 600 mét. Bây giờ các em tưởng tượng là chúng ta có một cái quả bóng bàn chỉ có đường kính là 6 cm thôi, nó nằm trong một cái khoảng không rộng đến 600 mét. Đấy, vậy các em thấy rằng là cái nguyên tử ấy thì cái hạt nhân nó nhỏ như thế nào so với gì nhỉ? So với nguyên tử nó quá nhỏ bé đúng không? Quá nhỏ bé các em ạ. Thế tuy nhiên là cái khối lượng nó tập trung chủ yếu ở đâu? Ở trong hạt nhân, nó hay ở chỗ đó. Chính vì vậy mà các em tưởng tượng ra vật chất của chúng ta thực chất là rất rộng em ạ. Vật chất của chúng ta, tất cả những thứ chúng ta nhìn thấy đây, tuy là ta nhìn nó đặc thế này thôi, nhưng thực chất là gì? Rất rộng. Đấy, chủ yếu là rộng, chủ yếu là phần trống. Đó, thế là xong bài 3. Bài số 4 thì đơn giản rồi. Tìm tỉ số về khối lượng của atom so với proton và neutron. Bài số 4. Bài 4. Hôm trước thầy cho các em con số rồi đấy, M của E bằng bao nhiêu, ai còn nhớ số này? Thầy cộng điểm cho Nam đã. M của E bằng bao nhiêu? Hôm trước thầy cho rồi, không nhớ thì thầy thông báo lại nhá. M E bằng 9,1095 nhân với 10 mũ trừ 31 kg. Ôi thế các em không làm đi, các em không làm mà bỏ thì sau này các em nhớ phải làm. Lần nào phải làm lại một lần khác à? Rồi, MP bằng 1,6726 nhân với 10 mũ trừ 27 kg. MN bằng 1,6748 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Cái câu 4 này yêu cầu tính tỉ số. Vậy thì M của E trên M của P bằng bao nhiêu? M của E trên M của N bằng bao nhiêu? Để các em chỉ dùng máy các em bấm thôi, xem nó ra con số như thế nào. Máy tính của các em đâu? Đang bấm đi. À, bây giờ thầy một cái biểu nhé.
vấn đề. À, những cái phần thì này rồi Ngân đã hiểu chưa? À, có gì không hiểu em phải hỏi luôn nhé. Không thấy em trung phong thầy biết, có thể là em chưa chắc lắm thì có gì không hiểu em cứ hỏi. Đấy, còn đã biết rồi thì cứ trung phong cho nó, đấy, cho nó kiếm điểm. Có gì nào, bây giờ ai cho thầy con số nào? Chỉ bấm thôi mà. Kéo cái cách bấm không? Bây giờ thầy dẫn cách bấm máy tính nha. Đây, cái máy của các em như thế này. Đấy. Thì các em bấm như sau này. ME là 9,1. 9,1 này. 095 này. Sau đó thì các em bấm nhân với 10 mũ trừ 31 thì các em bấm cái nút này này. Đấy, cái nút này các em nhìn thấy chưa? Đấy, bấm này. Nhân 10 mũ trừ 31 thì bấm là trừ 31 đây, dấu trừ đây. Dấu trừ ở trên này hoặc dấu trừ dưới này đều giống nhau nhá. Đấy, trừ trên hay trừ dưới giống nhau, nhưng mà theo thường là thầy hay bấm cái nút trừ trên này, trừ 31 này. Xong bấm chia luôn. Đấy, chia cho MP là 1,67. 1,67 này. 26 nhân 10 mũi trừ 27, em bấm nút. Đây, nút nhân với 10 mũi nhá. Đấy, xong bấm trừ 27. Đấy, sau đó em bấm nút bằng. Đấy, nó sẽ ra 5,4 nhân 10 mũ trừ 4. Tức là một con số thế nào nhỉ? Nhỏ hay lớn em? Rất nhỏ đúng không? Đấy. Ok, em bấm vào đây. À, ghi lại như này là 5,4 nhân 10 mũ trừ 4. Đấy, bằng 5,4 nhân 10 mũ trừ 4. Máy có đạt không? Máy tính có đạt không? Điện thoại cũng được đúng không? Đấy, thế thì bấm đi. Tất cả cái bấm để cho thầy con số thứ hai này. Nào, ai cho thầy con số thứ hai nào, giơ tay nào. À, mời đạt nào. 5,4 và 91 mình cũng làm tròn 5,4 nhân với 10 mũ trừ bao nhiêu? Trừ 10 cơ à? Trừ 10 chắc là em bấm nào ấy, bấm lại đi. Nào, ai có số khác nào? Nào, Bảo Linh nhỉ? 5,4 nhân 10 trừ 14 à? Bây giờ thầy bấm lại nhé. Thầy bấm lại này. Em bấm là 9,1095 này nhân 10 mũ trừ x là chấm trừ 31 này. Để xong lại chia cho 1,6748 này nhân với 10 mũ trừ 27 trừ 27 chắc là em bấm nhập 27 đấy. Nó chỉ ra bao nhiêu thôi? 5,4 nhân với 10 mũ trừ 4 giống như trên. Đây 10 mũ trừ 27 mà, bởi vì là khối lượng proton và neutron rất chỉ nhau mà. Các em nhìn nhầm ở chỗ kia à? Kết quả là 10 mũ trừ 4. Vậy qua cái phép tính này, các em cho thầy biết là cái khối lượng của neutron so với proton và neutron thế nào nhỉ? À, khối lượng này là qua cái tỉ số này em thấy khối lượng của proton và neutron nó rất chỉ nhau, thế nhưng mà khối lượng của electron so với proton hoặc là electron so với neutron như thế nào, cái tỉ số nó rất bé, tỉ số rất bé này chứng tỏ là khối lượng của electron so với proton như thế nào rất nhỏ bé. Từ đó em suy ra là m của e rất rất nhỏ bé so với m của p và m của n. Các em có hiểu cái dấu hai dấu nhỏ là cái gì không? Rất nhỏ bé so với ví dụ như một tô mà đứng cạnh 1.000 đô ấy, rất là nhỏ
hoặc là như người bình thường mà đứng cạnh nguyên hết thì nó quá nhỏ bé đúng không? Các em đã hiểu cái bài thứ tư chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục sang bài số 5. Bài số 5. Nguyên tử kẽm có bán kính R kẽm này có bán kính R bằng 1,35 nhân với 10 mũ trừ 1 nanomet và có khối lượng riêng là 65 U khối lượng nguyên tử M Z N. Đây mà lớn nhá, thì ghi là mà lớn bằng 65 U. Câu hỏi đặt ra bán kính R kia là bán kính đây, các em tưởng tượng là đây là nguyên tử kém này, bán kính đây, đây là R này, R thì bằng 1,35 đến 10 mũ trừ 1 nanomet. Cái nanomet này là cái gì phải không? Nanomet là 10 mũ trừ 9 của mét. Đấy, thì nói rõ ra là 1 nanomet bằng 10 mũ trừ 9 mét. Thế các em đã nghe cái từ công nghệ nano bao giờ chưa? Công nghệ nano nghĩa là gì? Công nghệ nano tức là cái ngành công nghiệp chuyên chế tạo những cái vật liệu có kích thước siêu nhỏ, kích thước nanomet, 10^9 tức là 1/1000 của mét. Đấy, người ta gọi là công nghệ nanomet. Công nghệ nanomet là chuyên chế tạo những cái con robot có kích thước siêu nhỏ để cấy vào cơ thể con người để cho nó làm việc theo ý muốn của con người, ví dụ như là có thể quét các cái mảng bám trên cái mạch máu chẳng hạn, nên gọi là công nghệ nanomet. Các cái sơ vữa động mạch ấy, người ta phải làm cái phẫu thuật đấy để nó làm cho động mạch nó không bị tắc nữa trong các ngành y học ấy. Rồi công nghệ nanomet, rồi trong công nghệ vật liệu cũng có công nghệ nanomet vân vân, công nghệ nano. Ok, thế còn m lớn của z bằng 65 u, tức là nặng 65 u, và một u bằng bao nhiêu em biết rồi đúng không? Một u bằng cái gì? Một u bằng 1,6605, chính xác là 1,6605 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Đây là một u. Thế còn 1/7 là thầy làm tròn thôi. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục câu hỏi người ta nhé. Hãy tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm. Câu A, tính khối lượng riêng. Khối lượng riêng của nguyên tử kẽm. Rồi. Câu hỏi này chắc là thầy tin là cũng hơi khó một chút, bởi vì nó liên quan đến kiến thức vật lý lớp 7. Đấy, sau này liên quan đến công thức tính thể tích của hình cầu học ở lớp 9. Lớp 9 em biết học thể tích hình cầu chưa? Bây giờ làm từng bước một nhé. A cho thầy biết công thức khối lượng riêng. Khối lượng riêng. Công thức là gì? D, ký hiệu D bằng cái gì? Ai cho xong rồi? Chưa phải, ai cho xong rồi? Vậy dạ lên, biết thì kêu không xong. Vật lý lớp 7. Ai xử lý? Đây, khối lượng riêng này, D bằng M nhỏ trên M lớn. À, xin lỗi, D bằng M nhỏ trên V. Đấy, D bằng M nhỏ trên V. M nhỏ là gì? M nhỏ là khối lượng. Tổng quát nhá. Thế còn V là cái gì? Là thể tích. Thể tích có thể đo bằng mét khối, có thể đo bằng cm khối, có thể đo bằng lít, có thể đo bằng ml, vân vân. Tóm lại là chúng ta sẽ tính theo một đơn vị nào đó. Thế còn khối lượng đơn vị là gì? Có thể tính bằng gam, kilogam, hoặc là miligam, hoặc là đơn vị carbon, hoặc là u, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta thống nhất với thầy, là khối lượng tính bằng kilogam. Thế còn thể tích tính bằng mét khối. Đây là đơn vị. Tại sao mà thầy đưa yêu cầu chúng ta làm này? Bởi vì kilogam chính là đơn vị chuẩn của khối lượng, đơn vị chuẩn. Đơn vị chuẩn nghĩa là gì? Là đơn vị
gốc. Đấy, tất cả đơn vị khác là được ăn theo thôi. Ví dụ như là miligam ăn theo kilogram bằng cách đổi nó chia 1000. Đấy, còn tấn tạ yến thì biết rồi đúng không? Tấn tạ yến thì tấn là 1000 kg, còn yến là 10 kg, tạ là 100. Tất cả đơn vị đấy là được đơn vị ăn theo. Thế mét khối là đơn vị chuẩn. Milimét khối rồi là decimét khối rồi tất cả lít các thứ là ăn theo. Đây là yêu cầu tính đơn vị chuẩn. Vậy chúng ta thay đổi hết. Đổi hết khối lượng ra kilogram, đổi hết thể tích ra mét khối. Rồi, thì bây giờ ta bắt đầu làm. Trước hết là các em tính là cái V trước đi. Cái V áp dụng công thức gì để tính? Các em tưởng tượng là nguyên tử của chúng ta là gì nhỉ? Là một hình gì? Hình cầu. Vậy các em tính thể tích của hình cầu liên quan đến bán kính nhà nào này? Ai biết công thức của nó? À, hình học lớp 9. Đây, cả tầm về tuyển, ai chả biết. Đây là sách giáo khoa. Tiền toán. Sách giáo khoa đâu mà. Công thức thôi, chẳng có gì để nghĩ cả. Không nhớ công thức thì tịu. Nhớ thì là nhớ, chả bao giờ nghĩ ra được. Thầy cung cấp nhá. Từ từ, cho em 3 giây. À, Ngân thi thi toán được 9 điểm rồi, có nhớ cái này không? Nhớ. thể tích hình cầu mời là mời em kết quả là thế em có hiểu thể tích là cái gì không đã? Thể tích là cái khoảng không gian nó chiếm chỗ đúng không? Nó chiếm chỗ trong không gian này gọi là thể tích. Ví dụ như là 1 lít nước chẳng hạn, đấy 1 lít nước thì nó tầm khoảng nửa cái bình kia, ví dụ thế. Thế còn thể tích. Rồi công thức nào? 3/4. 3/4 gì nữa? Pi r pi nhân r mũ 3 nhân r bán kính. Hết rồi. Rồi. Cái r này chúng ta có thể là ghi ở r thường hoặc là in được nhá. Tại sao mà thầy lại ghi ở r thường? À 4/3 đúng rồi. 4/3 pi r 3. Thầy xin lỗi. 4/3. Đúng rồi. 4/3 pi r 3 thầy đồng ý. Đấy. Tại sao mà thầy ký hiệu là r thường, sách giáo khoa nó ký hiệu là lớn? Bởi vì là cái bán kính nguyên tử nó rất là bé, thầy ký hiệu chữ R là bé cho nó. Cho nó hợp đúng không? Đấy, cho nó hợp em ạ. Chứ còn hình cầu bình thường là ký hiệu r lớn. Còn chúng ta ký hiệu là nhỏ cho nó hợp với nguyên tử kích thước rất bé. Bây giờ các em thay số vào cái này thôi. Đấy, bằng 3/4 pi là thay bằng gì nhỉ? 3/14 nhân r. R tất cả các em cùng làm luôn đi, thầy làm cái gì các em làm cái đấy. R các em thay bằng 1.35 nhân 10 mũ trừ 1. Nhưng mà các em phải đổi ra mét nữa. Đổi mét nữa là nhân phải bao nhiêu nữa? Nhân 10 mũ trừ 9 nữa. Đấy, sau đó thì các em tất cả mũ 3 lên cho thầy. Đấy. Tất cả mũ 3, bây giờ các em bấm theo thầy nhé. Các em bấm bằng máy tính cho thầy. Rồi. Bấm bằng máy. Các em bấm đúng như này, 4 này, phần 3. 4/3 pi r 3 tức là nhân 3.4. Đấy, bấm đúng như này. Xong rồi nhân mở ngoặc. Mở ngoặc. Đấy, 1.35. Sau đó thì các em bấm nhân 10 mũ trừ 1. Đấy, nhân với 10 mũ trừ 1. Nhưng mà đến đây thì các em bấm thêm thì các em không bấm cái nút ở dưới này nữa nhá. Nhân 10 mũ trừ 9 thì không bấm vào đây nữa. Em ạ, cái này chỉ bấm được một lần. Cái dấu này chỉ bấm được một lần thôi. Cái này nó chỉ áp cho một số thôi. Thế còn cái nhân 10 mũ trừ 9 thì lại bấm khác. Đấy, lại nhân với 10 mũ trừ 9. Đây, 10 mũ trừ 9 đây. Đấy, sau đó thì các em dịch con chuột xuống dưới. Đóng ngoặc. Cái bấm đúng này chưa? Rồi, sau đó thì các em mũ 3 lên. Mũ 3 đây.
mu 3 đây. Đấy. Sau đó thì các em bấm nút bằng. Rồi, ra chưa? Kết quả của các em đây. 1,07 1,03 nhân 10 mũ trừ 29. Bạn nào ra số này rồi giơ tay xem nào. Cái máy tính, cái máy điện thoại không ấy đâu, không chuyên nghiệp đâu. Nhiều khi nó không được. Bảo Linh có máy tính nhưng bấm ra này chưa? Dạ. Có ra không? Thế bấm lại đi, bấm lại thầy xem nó có ra này không? Thế Ngân bấm ra này không? Dạ. Không à? Bấm đi. Tất cả các bấm lại cùng thầy nhá. 4 phần 3 nhân với đấy 3,14 nhân với mở ngoặc 1,35 nhân với 10 mũ trừ 1 này. Đấy, nhân với 10 mũ trừ 9 đóng ngoặc mũ 3. Rồi, các em nhớ rằng là học chương trình cấp 3 ấy, kỹ năng bấm máy tính là vô cùng quan trọng em ạ. Các em phải bấm cực kỳ thành thạo thì nó mới nhanh được. Đấy. Buổi sau ấy thì các em đi học mỗi người có một máy tính, mỗi người có một cái quyển sách giáo khoa, là một quyển nháp, một quyển bảng ghi, thêm một cái tờ tài liệu của thầy nữa là đương nhiên là có rồi. Thầy đã cho mỗi bạn một cái túi chưa nhỉ? Một cái túi ni lông để em đựng tài liệu ấy. Cũng là một cái túi nhá, tại sao cái gì em đựng hết ở đây thì đeo cái sách đi, sách đi cùng thôi, nó quên để cả bút chì nó thứ đấy nhá, nó thứ em đựng hết ở đây. Thế nhưng mà cái gì học môn của thầy em đựng ở cái túi này. Rồi. Kết quả của chúng ta các em ghi thầy là bao nhiêu đây? 1,03 nhân 10 mũ trừ 29 làm tròn. 1,03 nhân 10 mũ trừ 29. Đơn vị là mét khối. Đấy, đơn vị là mét khối. Ta đổi nanomet ra mét rồi thì thể tích sẽ là mét khối. Tiếp theo các em tính thầy cái m. M m bằng 65 u. Mà mỗi u là bao nhiêu? 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27 kg. Bây giờ các em nhân số này thì quá dễ đúng không? Đây. Sáu năm nhân với 1,6605 05 nhân với 10 mũ trừ 27 bằng 1,079. Các em làm tròn thôi, 1,079 nhân 10 mũ trừ 25 mũ trừ 25 kg. Để sau đó thì các em lắp vào phương này. Qua cái bài học này các em sẽ hiểu là cái nguyên tử này nó như thế nào, tăng như thế nào. Bây giờ từ đó các em mới suy thầy khối lượng riêng d sẽ bằng m trên v, tức là 1,079 nhân đến 10 mũ trừ 25. Các em chia cho thể tích v là 1,03 nhân 10 mũ trừ 29. Đấy. Các em bấm đi. Xem nó ra bao nhiêu. Thank you.
cái bấm cái máy này thì cái nút này là em bấm là EQ đây nhá. EQ là mấy cái nút này à, nhân 10 cũng biết thì chính là EQ. Bấm đi xem ra là nhau. Ra bao nhiêu? Bảo Linh ra bao nhiêu? Làm tròn hai số đó phải không? Nhân bao nhiêu mới có trừ bao nhiêu? Nhân mười bao nhiêu? Cả nhân mười bao nhiêu cả đúng không? Thế em không biết bấm rồi. Xem cái máy của em có gì. Đây em phải dùng cái EQ này. Đây bấm lại mình thấy bấm đi 1.079. 1.079. Nhầm rồi. 1.079. EQ rồi. Trừ 25. Nó mặc nó vào chia. Chuyên nghiệp. Đây, em bấm có dùng máy tính cơ. Đây nha. 1.079 nhân với 10 mũ trừ 25 chia 1.03 nhân với 10 mũ trừ 29. Đấy, em sẽ ra con số này. 10.475. 10.475.7 kg trên mét khối. Đấy, 10.475.7 kg trên mét khối. Bây giờ em nhận xét cái con số này. Không ra này không? Ngân ra này không? Bây giờ các em nhận xét con số này. Con số này theo các em là nó lớn hay nhỏ? Các em tưởng tượng là mét khối là gì? Mét khối là tầm mét khối tầm này 1 mét. Tất cả ba chiều 1 mét. Đấy. Tầm này 1 mét. 1 mét khối. Và nó nặng tới 10.475 kg. Tức là 10 tấn. Đấy, xấp xỉ của 10 tấn. Em thấy nó nặng, quá nặng đúng không? Mỗi khối cũng không phải lớn lắm mà nặng tới 10 tấn. Đấy, nặng 10 tấn bình thường là một cái khối sắt đấy, một khối sắt, một mét khối sắt nó chỉ nặng khoảng 17 nặng 1.7 tấn thôi, 1.7 tấn thôi em ạ. Một khối sắt hoặc là một khối đồng nó chỉ nặng khoảng 2 tấn thôi. Thế nhưng mà khối lượng nguyên tử này kém là nó nặng đến 10 tấn. Vậy chứng tỏ là cái phần giống như nào nhỉ? Cái phần giống của sắt thép là cũng khá nhiều đúng không? Đây nó tính khối lượng nguyên tử là không tính khối lượng phần giống. Nào, thế bây giờ thầy làm thêm một cái, cho các em làm thêm một cái câu hỏi nữa là tính cái này khối lượng của hạt nhân. Khối lượng riêng của hạt nhân. Khối lượng riêng của hạt nhân. Các em biết là khối lượng riêng hạt nhân thì tính nào? Là lấy khối lượng của hạt nhân, em chia cho thể tích của hạt nhân. Thế mà thể tích của hạt nhân tính nào? Thể tích của hạt nhân em tính bằng công thức này không? V là gì? 4/3 pi r^3. Thế nhưng mà r của hạt nhân đấy, để so với r của nguyên tử thế nào nhỉ? Các em xem ở bài trên, nó nhỏ hơn 10.000 lần. Vậy thì từ cái bán kính của nguyên tử đây, bán kính của hạt nhân đây. À, bao nhiêu nguyên tử là 1.35 nhân 10 trừ 1 nanomet. Thì các em đổi ra gì nhỉ? Các em đổi không phải đổi mét
so lấy khối lượng của nguyên tử. Khối lượng nguyên tử sức thì khối lượng hạt nhân mà không khối lượng em bất kể, đúng không? Vậy thì em lấy cái này chia cho khối lượng của chia cho thể tích của hạt nhân thì sẽ ra được xem nó con số như thế nào. Để em biết xem nó đặt như thế nào, hạt nhân nó đặt như thế nào. Nào, câu hỏi thêm nhá. Câu hỏi thêm là tính khối lượng riêng của hạt nhân. Bây giờ thầy hướng dẫn này. Bây giờ thầy sẽ mời từng bạn một làm các động tác nhá, bởi vì nhiều khi là nó hơi vướng đấy, nên là thầy sẽ mời từng bạn xem nào. Trước hết là cho thầy dữ kiện R của nguyên tử. Đề bài cho sẵn rồi. Nào mời đầu tiên lần lượt nhá, mời Ngân nào, R nguyên tử là bao nhiêu? Đề bài cho là bao nhiêu? 1,35 nhân 10^-1 nanomet. Bây giờ em tính thầy R của hạt nhân. R nhân. R nhân thầy kêu là bằng R phẩy đi. Bằng 1,35. Chia cho 10.000. Đúng rồi, chia 10.000 thì bằng 1,35. Thầy đồng ý nhân 10^-5 nanomet. Sao bây giờ em đổi ra mét với thầy? Rồi mét còn cách nhân với bao nhiêu nữa? Nhân 10^-9 đúng rồi. Nhân 10^-9 tức là 1,35. Đúng rồi, 10^-4 mét. Đồng ý. Tính tiếp với thầy, suy ra V của nhân. V của nhân áp dụng công thức. Nào, đến bạn Bảo Linh nhá. À, từng bước một, V của hạt nhân bằng gì? Tất cả các em cùng làm cho thầy nhé. Thầy làm cái gì bạn các em ở dưới cái màn như thế. 4/3 pi r r phẩy mũ 3 r phẩy với r của nhân đấy. À, bây giờ các em thay số cho thầy vào bao nhiêu? 4/3 3,14 nhân với 1,35 nhân 10^-14 tất cả của 3. Bấm cho thầy xem ra con số nó bao nhiêu. Nào, phải lấy kem tập trung vào đi. Không thì những bài này nó hơi khó, thầy thừa nhận là nó hơi khó. Nên là kem sẽ làm cẩn thận nào. Ra bao nhiêu em? 3,4 người 1/42 đơn vị là gì? À, thể tích. Thể tích đơn vị là gì? Mét khối, đúng rồi. Bây giờ đến khối lượng riêng. Khối lượng riêng D bằng bằng M trên V. Mà M của hạt nhân xấp xỉ bằng M của gì nhỉ? Của nguyên tử. Đấy. Vậy thì ta vẫn có cái M bằng bao nhiêu? Đây, M của nguyên tử xấp xỉ M hạt nhân, xấp xỉ M nhân. Tức là vẫn 1,079 nhân 10^-25. 1,079 nhân 10^-25. Phải chia cho thể tích. 3,4 - 4,2. Đấy, các em bấm ra cho thành con số. Xem nó con số này nó khuyết mức độ nào. Cái kết quả là đồng nhưng mà em có tiết điểm. Mỗi một bước này sẽ có một tiết điểm này mà. Nếu được em bỏ bước nào thì là có tiền bước đấy. Thế đó. Đúng rồi, tất cả khi mà chúng ta đi kiểm tra tự luận nhá, thì mỗi một bước làm có một tiết điểm. Bỏ bước nào thì sẽ có tiền bước đấy, thế đó. Thế còn thi trắc nghiệm thì không nói. Thì trắc nghiệm thì
thì cứ quay đúng thì có điểm, quay sai thì không có điểm, thế nào? Thế còn nó không biết là em làm thế nào. Thầy nói luôn là đối với cấp 3 bằng gai thì là kiểm tra bao giờ cũng hai phần, phần tự luận và phần trắc nghiệm. Phần trắc nghiệm là chiếm khoảng 4 điểm, còn phần tự luận thì chiếm khoảng 6 điểm. Đấy, tầm đấy có khi là 3-7, có khi là 4-6, có khi là 5-5, nhưng mà thông thường nhất là 4-6. Bấm đi, bảo đi, bấm luôn thôi nhỉ. À, 3.17 nhân 10 mũ 16. Nhân 10 mũ 68. 10 mũ 68 à? 68 là chẳng qua là em chưa bấm cái nút đấy. Đâu thầy xem em bấm nào. Đây bấm nhân thường, thầy bấm cái nút này này. Bấm nút này, bấm nút nhân thì không mở mặt. Đấy, nếu thế thì thầy không mở mặt. Nếu mà bấm cái nút đó thì thầy không mở mặt cái này. Đấy, nhìn được. Thế còn nếu không thì còn cứ lúc nhân 10 mũi này thì không cần mặc. 3.17 nhân 10 mũi 16. Được chưa? Thầy sẽ ra câu chuẩn là 3.17 nhân 10 mũ 16 kg trên gì nhỉ? Mét khối. Bây giờ chúng ta hãy so sánh với khối lượng của nguyên tử, khối lượng riêng nguyên tử nhé. Đây, con số này là khối lượng riêng của hạt nhân. Con số này là khối lượng riêng của hạt nhân này, D của hạt nhân. Thế còn D của nguyên tử là bao nhiêu đây? 10.475 10.475,7 kg trên mét khối. Con số này là D của nguyên tử. Vậy thì em thấy cái nào nó to hơn? Em thấy con số nào to hơn? Của hạt nhân hay của nguyên tử to hơn? Em thấy 10 mũ 16 đây là con số khủng khiếp đúng không? 10 mũ 9 là 1 tỷ rồi. Đấy, 10 mũ 16 là 10 triệu tỷ. 10 mũ 16 cũng là 10 triệu tỷ em ạ. Thế còn nếu đổi tấn, 10 đổi tấn thì em chia cho 1.000 thì tức là 10 mũ 13 tấn. 3.17 nhân 10 mũ 13 tấn trên mét khối. Tấn là 10 mũ 13, 10 mũ 9 là 1 tỷ. 10 mũ 13 tức là 10.000 tỷ tấn. 10.000 tỷ tấn trên mét khối. Vậy em thấy con số này thế nào nhỉ? Vô cùng khủng khiếp. So với nguyên tử thì lớn rất nhiều. Nguyên tử thì có 10 tấn thôi. 3.17 nhân 10 mũ 13 tấn. Vậy qua đó các thấy hạt nhân nó đặc hay là nó rộng so với nguyên tử em? Đặc hơn rất nhiều. Các thử công sao hạt nhân nó đặc hơn rất nhiều chưa? Là vì kích thước của nó rất là nhỏ, nhưng mà khối lượng là gì nhỉ? Rất là nặng. Chính vì vậy mà nó mới đặc. Đây em tưởng tượng là chúng ta chỉ có một cái đống bi bằng hạt nhân thôi nhá, nó đã nặng 1.000 tấn rồi. Một cái đống bi bằng hạt nhân này nặng 1.000 tấn rồi. Một cái đống bi bé xíu này mà chỉ bằng hạt nhân thôi đó thì nó nặng 1.000 tấn rồi, không nói gì thì một mét khối em ạ. Đấy, qua cái bài tập này các em hình dung là hạt nhân nó nhỏ bé như thế nào so với nguyên tử. Ok, thế là xong bài tập trang 9. Bây giờ các em sẽ chuyển sang bài tập ở trang số 13. Bài tập số 10, trang 13. Tại sao mà thầy phải chữa bài tập cho các em? Là vì các em mà chỉ học lý thuyết công ấy, không làm bài tập thì nó chả hiểu gì đâu. Bài số 1, trang 13. Bài trắc nghiệm. Bài 1. Thầy đọc trắc nghiệm các em cứ cho đáp án nha. Cho đáp án chuẩn thì có điểm nè. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng
Đáp án A là số khối, đáp án B là số neutron, đáp án C là số proton, đáp án D là số neutron và số proton. À, ai nè? À, mời nhân nào? À, số proton. Đúng rồi, đây là rất dễ đúng không? Thầy đồng ý. Chúc mừng bạn Ngân có được 2 điểm đầu tiên. Hôm trước có rồi đúng không? Rồi. Bài số 2. Ký hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố học vì nó cho biết. Là bạn câu hỏi nhé. Ký hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố học vì nó cho biết. Đây ký hiệu nguyên tử đây. Thầy ví dụ nhá. Carbon 6. Cái này được gọi là ký hiệu nguyên tử này. Đấy. 12 này. Đây nữa. Ở trên nữa. Hoặc là Al 13, 27. Đấy, cái này được gọi là ký hiệu nguyên tử. Tổng quát. Tổng quát là X, Z, A. Đấy, X, Z, A, Z là số proton hoặc là số điện tích hạt nhân. A là số khối, X là ký hiệu nguyên tố ấy. Vậy thì cái câu đặt ra là như thế này. Ký hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết. Đáp án A này, số khối. Đáp án B này, số hiệu nguyên tử Z. Đáp án C này, nguyên tử khối của nguyên tử. Đáp án D, số khối A và số hiệu nguyên tử Z. Đấy, câu này rất dễ đúng không? Vừa chung là đáp án D đúng rồi. Nó cho biết số khối A. Đây đồng ý. Và thứ hai là cho biết ký hiệu số hiệu nguyên tử Z. Có câu quá dễ đúng không? À, chung. Rồi, câu hỏi khó thì cái lúc đấy không trả lời được. Người ta bảo là cái nào ăn được ăn luôn. Đừng có đợi. Cứ câu dễ không làm, câu khó không làm được. Câu số 3 bắt đầu tính toán này. Câu 3. Nguyên tố carbon có 2 đồng vị bền. Carbon có 2 đồng vị bền. Carbon 6 có 2 đồng vị bền. Đó là đồng vị carbon 12, C6-12 chiếm 98,89%. 98,89%. Đấy. Đồng vị carbon 6-13 kèm ghi luôn cho thầy đi, chiếm 1,11%. Câu hỏi đặt ra là tính khối lượng nguyên tử trung bình, tính M trung bình của carbon. Đấy. Ai trong phòng rồi? Em. Ờ. Đưa tay nào. Kết quả tí sau cho thầy cách tính ra. Em lấy 17 nhân bằng cái gì nào? 17 nhân 98,89. 17 là cái gì? Số khối. 12. 12. Thầy bỏ carbon 12 rồi. Nhân với 98,89 cộng 13 nhân với 1,11 trên 100. Đúng rồi, thế thôi. Để cái bấm đi. Cái này thì đơn giản đúng không? Thầy nghĩ là bấm máy không gì khó cả. Đưa anh ra bao nhiêu? 12,011. Ok, đơn vị là gì? Đơn vị carbon. Đấy, hoặc là U. Ok, thế các em đã hiểu vì sao mà chúng ta hay lấy mà lớn của carbon là 12 chưa? Lý do là cái 12,011 này nó làm tròn thì rất nhiều gì nhỉ? 12. Thế còn tại sao mà
cái m lớn của clo chúng ta lấy 35,5 mà không thể lấy 35 hoặc lấy 36 được, là vì cái 35,5 này nó không làm tròn được, nó ở giữa đúng không? 35,5 này nó chẳng nên đặt xuống được. Nhưng mà 12,001 này các thấy là còn xuống dễ dàng đúng không? Đấy, chính vì vậy mà chúng ta ngay lấy mà lớn của carbon là chẳng qua làm tròn nó gọn thôi. Nên còn riêng cái tờ lo này 35,5 này không làm tròn được, thì ta phải nguyên cái số 35,5 này. Được chưa? Còn ai chưa hiểu không ai không? À, thì cộng điểm nhá. Lê Đức Anh cộng 2 điểm nữa. Câu 4. Hãy chọn điện tích hạt nhân số proton. Hãy xác định này, điện tích hạt nhân số proton, số neutron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử sau. Câu hỏi đặt ra cho các em như này. Thầy có cái bảng như này, các em làm bảng luôn nhá. Thầy có cái bảng như này, các em làm luôn. Đó là Liti 37. Tiếp theo Clo 9 19. Tiếp theo Magie 12 24. À, tiếp theo là Canxi 20 40. Câu hỏi cho các em như sau. Đây, cái phần này nó hơi dài thì vẽ lại. Đấy. Câu hỏi đặt ra này là hãy xác định điện tích hạt nhân tức là Z. Thứ hai là số proton là P. Thứ ba là số electron là E. Thứ tư là số khối rồi A hay là M. Người hỏi là nguyên tử khối mà M đi M. Đấy. Bây giờ từng người một nhá. Này quá dễ đúng không? Không phải dễ hơn được. Nếu bỏ qua cơ hội này thì tiếc đấy. Anh Trung Phong cái câu đầu tiên nào. À, mời mời Long mà đi ti Z bằng bao nhiêu? Mời Long. Cái Z là chính là cái ở dưới này rồi. Đúng rồi, là 3 này, đúng rồi. Z bằng 3. Thầy đồng ý. Z bằng 3. P. P. P là 3. Z. Z chính là gì? Là 3 cộng. Z là điện hạt nhân. Điện hạt nhân thì là chúng ta có nghĩa là 3 cộng. Thế là số proton thì khi các bạn rồi E. Số E là bao nhiêu? Ờ cũng là 3. Thế còn nguyên tử khối. Nguyên tử khối chính là số trên thôi em. Nguyên tử khối cái số ở trên này chính là số P nó cũng nhỏ rồi. Các em hiểu rằng là cái hiệu này là Z này, tổng quát Z là A này. Thì cái trên là A. A chính là P bằng N và chính E là xấp xỉ bằng M. Cái này là chính là xấp xỉ bằng M em ạ. Thế còn Z thì em biết rồi, Z là P và E. Và Z thì em chỉ thêm Z cộng rồi. Chính là số P của cái tương đương mà cái tương đương là điện tích. Các em hiểu đây chưa? Vậy thì M tính bằng bao nhiêu nhỉ? Vậy. Nên là chúc mày bắn lần sau nhé. Lần sau rất đẻ là trừ điểm. Trừ điểm luôn, đúng trừ luôn. Rồi. Bây giờ tiếp theo nguyên tố phở lo. Nguyên tố phở lo. À, ngoài Đức Anh rồi. Z là 9 cộng. 9 cộng đúng rồi, chuẩn. B là 9. Chuẩn. E là 9.
9. Chuẩn. Chín. Rồi, rất tốt. Đấy, ngon thơm đúng không? 2 điểm. À, câu tiếp theo, Maze nào. Maze nào. Xe máy ít điểm, thầy gọi. Mấy lần. Maze nào, Z là bao nhiêu? 12. 12 gì? Cộng. Z là của đơn vị đúng không? 12 cộng. Tiếp. 12. 12. 24. Tất cả cái này các em phải thêm thầy U vào đấy nha. Nguyên tử khối và đơn vị là U vào đây. Đấy, đơn vị, nguyên tử khối có đơn vị. Ok. Ngân cộng 2. Rồi, tiếp theo canxi nào. Canxi. Mời Trung nào. Em phải 20. 20 đơn vị là gì? Cộng. Cộng đúng rồi. 20. 20. 40. 40U chuẩn. 40U. U 40 đúng không? Rồi. Ok, bây giờ thầy xem điểm tí đạt thì vẫn có 5 điểm đi học đầy đủ đúng giờ thôi. Đức Anh lên 9 điểm rồi. Long lên 7 điểm rồi. Bảo Linh thì lên 7. Nam là lên 9. Ngân là 4, Trung là 4. Đi học đi đủ thì đúng giờ cơ. Em tưởng em xấu rồi. Em tưởng là sao? Em tưởng là sao? Em tưởng là sao? Em tưởng là sao? Em điểm nhiều quá. Thế phải cho đi học này đúng, đúng, nó phải đúng giờ. Phải thích đi học đúng giờ lắm. Em đi muộn là chờ đợi mệt lắm. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang bài số 5. Bài 5. Bài 5 này. Đồng có hai đồng vị bền. Đồng có hai đồng vị bền là đồng 29-65, đồng 29-63. Yêu cầu là nguyên tử khối trung bình của đồng mà lớn trung bình của đồng bằng 63,54. Yêu cầu các em làm gì? Tính phần trăm. Tính phần trăm mỗi đồng vị. Để tính phần trăm mỗi đồng vị. Bài này liên quan đến giải hệ phương trình tí. Giải. Trước hết là ai cho thầy biết về công thức tính đồng vị là phần trăm à, tính mà lớn trung bình à? Công thức đã à, xem bạn nào đang ít điểm đạt thì chưa thấy gì cả nhỉ, chưa thấy cộng điểm không ngon không à, cho đạt cơ hội nào mà chấm trung bình bằng cái gì? A1 x1 cộng A2 x2 trên 100. Áp dụng vào đây. Đấy, ta gọi cái đồng vị này có phần trăm là x1, phần trăm này là x2. Vậy từ đó ta mới suy ra là m lớn trung bình của đồng bằng bao nhiêu. Đây là chính là A1 này. Đây là A2 này. 65 x1 cộng 63 chứ. Đây là 63. Sáu ba x2 chia cho gì? Chia 100. Và theo đề bài bằng bao nhiêu? Bài bài bao nhiêu đây? 63,54. Đấy, 63,54. Thế sau đó em nhân chéo lên. Rồi em suy ra 65 x1 cộng với 63 x2 nhân 100 lên đây. 54. Đây là phương trình 1. Phương trình 2. Phương trình 2 là cái x1 cộng x2 là cái cộng của 100%. Vậy em sẽ có là x1 cộng x2 bằng 100. Bấm máy giải hệ. Các em biết giải hệ không? Các em bấm máy giải hệ. Để tay em nó nhanh được. Chưa đã.
cũng được nhưng nó không nhanh, hiểu chưa? Chứ sao hiểu không được đâu. Đây. Các biết cái giải hệ chưa? Thầy dẫn nhá. 1 này. 5 này. Xong đến gì nữa? 2 đúng. 2 đúng rồi. Đây này ba, đây ba rồi. Đấy. 65 này. 63 này. 63 54 này. 1 này. 1 này. 100 này. Đấy xong rồi bằng. Đấy, 27. X1 27. X2 73. Thầy bảo là các em là giải tay cũng được. Thế nhưng mà nếu mà nhanh thì chưa chắc là nhanh. Nếu mà các em có máy các em bấm nhanh hơn. Cái máy này của thầy phải thao tác nhiều nó mới lâu thôi. Ok, các em có kết quả. Vậy x1 bằng 23%, x2 bằng 73%. 27, 73%. Vậy kết luận là đồng vị đồng 29-65 chiếm 27%, đồng vị 29-65 là 63 chiếm 13%. Thế trong thực tế là các em hay lấy cái này là xấp xỉ 64 đúng không? Để làm tròn thôi, chứ thực ra là cái số 4 là hơi bị miễn cưỡng. 63,54 nó làm tròn lên 64 là hơi miễn cưỡng một chút. Đấy, nhưng mà nó dễ nhớ nên người ta thường chấp nhận em ạ. Chấp nhận đau thương tí nhưng không đúng mà thôi, cho nó dễ nhớ. Giờ ăn sớm, 7 giờ, 10 giờ kém 3 phút. Ok, thế là xong bài số 5. Các em hiểu bài chưa? Bài số 6. Bài số 6 có hơn. Đây, bài này cơ hội kiếm 5 điểm này. Hydro có nguyên tử mối. Hydro có M lớn trung bình bằng 1,008. Đấy. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị hydro 12? Hỏi có bao nhiêu? Có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị? Để không có sách thì này đỡ phải chép, nhưng mà không có sách thì mất thời gian tí. Đồng vị 1,2 trong 1 ml nước. Trong 1 ml nước. Cho rằng trong nước chỉ có 2 đồng vị. Cho rằng trong H2O, H2O là nước nhé, có 2 đồng vị là hydro 11 và hydro 12. Đấy. Và ta cho khối lượng riêng của nước. Khối lượng riêng em ký hiệu gì em biết chưa? Khối lượng riêng là D, đúng rồi. D nhỏ bằng 1 gram trên ml. Đấy. Các em suy nghĩ đi để kiếm 5 điểm.
em ra chưa? Bây giờ em chưa xong thì em nói thầy nghe cách làm nào. Thế có ai không? Ngoài có Đức Anh còn ai chung phong đúng không? À. Đọc kỹ câu hỏi. Câu hỏi này hơi khó đấy, thầy dần nó hơi khó một chút so với các em. Các em mới học nó ra câu này là hơi khó. Đấy, thầy bảo rồi mà câu dễ không làm, lúc câu khó không làm được. Bài sách giáo khoa đã ra bài này phải đánh dấu sao đúng. Nó không đánh. Nhiều khi đánh bài sao thì lại chẳng khó. Nào giải nha. Bây giờ thầy sẽ phân tích cho các em đường đi nước bước đấy. Phân tích đường đi nước bước. Trước hết là muốn tính được số nguyên tử. Đấy, muốn tính số nguyên tử này. Thì các em phải có một cái là tổng số nguyên tử. Đấy, từ cái tổng số nguyên tử này, tổng số nguyên tử của đồng vị hydro 1,2 nhé. Đấy, số đồng vị hydro 1,2 này thì bằng tổng số nguyên tử, tổng số nguyên tử từ hydro nói chung, tổng số nguyên tử hydro nói chung nhân với cái gì, nhân với phần trăm của nó, có hiểu không? Ví dụ nhé, ở lớp em có khoảng 35 bạn chẳng hạn. Đấy, có phần trăm số bạn nam là 40% chẳng hạn. Vậy các em muốn tính số bạn nam thì làm nào? Lấy 35 nhân với 40 trừ 100 đúng không? Tức là lấy phần trăm nhân với tổng thì ra được cái số mà mình đang tính. Cái này biết rồi cái gì? Đấy, ví dụ số phần trăm của bạn nữ thì cũng thế thôi. Đấy, nữ thì chiếm 60% thì lấy 35 mà nhân với 60 trừ 100 thì ra được số bạn nữ. Tất nhiên phải làm tròn rồi. Các em hiểu chưa? Vậy thì muốn tính số nguyên tử đồng vị hydro 1,2 thì em phải tính cái này là tổng số nguyên tử hydro nói chung. Sau đó nhân cái gì nhỉ? Phần trăm của nó. Được chưa? Để ta phải nghe tính tiếp. Muốn tính tổng số nguyên tử hydro thì ta phải tính cái gì? Sau đó thì muốn tính phần trăm của nó ta phải tính cái gì? Đấy. Có hai cái này ta phải xử lý từ cái một nhé mà. Chúng ta phải đi từng bước muốn tính cụ thể thì phải tính tổng thể những phần trăm của nó, đó tính tổng thể này, đó tính phần trăm cụ thể từng bước từng cái riêng ra. Rồi muốn tính tổng số nguyên tử thì chúng ta phải tính tổng số mol, tính số mol của H nói chung. Mol là gì? Thì bây giờ thầy nói cái mol một chút. Mol là nào? Đúng rồi, mol là nào? Mol là gì? Mol là một cái lượng chất mà cứ một mol thì sẽ bằng 6,02 nhân với 10^23 nguyên tử. Cái mol này lẽ ra thầy dạy các em trước. Cái này là lớp 9 các em học rồi nhưng mà bây giờ ở lớp 8 rồi các em quên thì nhớ lại. Mol là 6,02 nhân 10^23 nguyên tử. Bây giờ thầy quay lại cái khái niệm mol một chút. Thầy dạy lại khái niệm mol. Đây cái phần cái bài mol nó ở chỗ này. Đây. Đấy, trong cái chuyên đề khởi động ấy nó có cái mol. Đây, thầy dạy em về khái niệm mol một chút này. Bây giờ thầy sẽ làm một số các ví dụ này để các em hiểu là mol này. Có 12
đá bút. Đồng ý. Thế cái 10 bút gọi là gì? Gọi là gì các em? Chục bút. Đúng rồi. 12 cái thì bằng 18, 10 cái bằng 10. Thế có 10.000 cái thì nó gọi là gì? Nó gọi là... Nó gọi là 1 vạn. 10.000 cái thì nó gọi là 1 vạn. Ví dụ sân vận động chúng ta cái nhìn đấy chiếm 4, có thể chứa được 40 vạn. À có 4 vạn người, tức là 40.000 người. Thế bây giờ có 6,02 nhân 10 cái bút thì nó gọi là 1 tí, 4 mol bút. Vậy các em đã hiểu mol là gì chưa? Mol nó giống như là gì? 1 mol giống như 1 tá. 1 mol cũng giống như là 1 tổng trục. Cũng giống như là 1 vạn. Tức là nó là một con số chỉ cái gì nhỉ? Chỉ số lượng. Chỉ số lượng. Nhưng có điều nó khác. Nhưng mà nó khác với 1 tá, 1 trục, 1 vạn là nó sao? Nó là con số sao? Con số khủng khiếp đúng không? Con số rất nhiều. 1 tá chỉ có 12 thôi. Rất là nhỏ. Không thể. 1 trục chỉ 10 này. Tí tí đúng không? Không nó cả. Thế 1 vạn. Hả? 1 vạn thì nhiều hơn 1 tí. Nhiều một tí. Nhưng mà một con thì sao nhỉ? Một con là 6,2 trên 10,3 là con số này nhiều hơn vô cùng nhiều tí đúng không? Vô cùng nhiều tí. Các biết 10,3 là con số khủng khiếp không? Quá khủng khiếp. 10,9 là bao nhiêu? 1 tỷ. 10,3 là tỷ tỷ. 10,3 là 100.000 tỷ tỷ. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta có một con bút. Một mon bút, có bao giờ các em nghe một mon bút không? Chưa. Tại sao lại không có? Chưa được nghe thấy là không có em ạ. Vì không có, vì sao không có? Vì nếu như mà chúng ta có một mon bút, tức là có 6,02 nhân 10,3 cái bút, thì cái lượng bút đó mà phủ kín ở trái đất này. Phủ kín thì chúng ta không có chỗ nào để đứng nào, không có chỗ nào để đi cả, không có chỗ nào. Kín luôn, vì số lượng bút này nó quá nhiều. Có bao giờ nghe một con xe, một con nhà, một con người không? Không bao giờ nghe thấy. Bởi vì nó có số quá lớn. Vậy thì cái mon này nó chỉ dùng cho đối với hạt vi mô thôi. Những hạt siêu nhỏ đó là gì nhỉ? Nguyên tử. Thì đó. Phân tử. Gì nữa? Hạt nhân. Electron. Proton. Neutron. Tức là cái mon này nó chỉ dùng cho những hạt vi mô. Hạt vi mô là những hạt vô cùng nhỏ bé thì đó rồi. Nguyên tử, phân tử, hạt nhân, proton, neutron không? Đấy, nghe hiểu chưa? Tức là chúng ta có thể nghe thấy một trục nguyên tử và một tá nguyên tử không? Tại vì một trục nguyên tử và một tá nguyên tử là con số quá bé, xả thống phát thì chúng ta cần gì phải nói, đúng không? Vậy thì các bạn hiểu thế nào là một mon chưa? Vậy thì cứ một mon là chứa bao nhiêu nguyên tử? 6,02 nhân 10^4, 23 nguyên tử. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta có số mol rồi thì làm thế nào ra số nguyên tử? Ví dụ ta có số mol là 2 mol chẳng hạn, thì tính số nguyên tử bằng cách nào? Lên lên đúng không? Lấy 2 nhân với 6,02 nhân với 3 là ra số nguyên tử. Được chưa? Thế thầy có 3 mol thì bao nhiêu nguyên tử? Lấy 3 nhân với số này lên đúng không? Tổng quát là có x mol thì em làm nào? Lấy x nhân với số này thì em làm đúng không? Vậy các em hiểu chưa? Đây, vậy quay lại. Quay lại cái này nhá. Rồi, vậy thì các em có hiểu là muốn tính số nguyên tử bằng cách từ số mol làm gì? Từ số mol làm nào ra số nguyên tử? À, tạ nhân đúng không? Tạ nhân với bao nhiêu? Cái số này người ta gọi là số NA nhé. Đấy, cái số này gọi là số NA này mà. Cái số NA này gọi là số Avogadro. Đấy, có tên là Avogadro, số này là do nhà báo học người Nga. Tên là Avogadro, người đưa ra, phát minh ra số này. Đấy, tóm lại là từ số mol này muốn ra được số nguyên tử thì phải nhân với gì? Sân nhân với số Avogadro và nhân số NA người ta, xong là số 2 người 23. Được chưa? Em hiểu cái này chưa? Vậy thì bây giờ em làm thế nào để tính số mol? Công thức này thầy nghĩ rằng ai cũng biết rồi đúng không? Công thức này sẽ bằng
bằng n là bằng m trên gì? Trên m lớn, m nhỏ trên m lớn, được chưa? Thế mà m nhỏ trên m lớn tính thế nào? M nhỏ trên m lớn tính thế nào? Rồi chúng ta không đi này đâu, đi vào một chút, người ta chỉ cho m thì thôi, MH2O thôi, ra M, M nhỏ H2O chia M lớn H2O thì sẽ ra một con số là gì các em? Các em biết là M nhỏ H2O nó cho là bao nhiêu không? 1 ml, nó cho 1 ml, nhưng mà cũng được chia là bằng 1 gram nhân 1 ml, tức là 1 lít là một gì? 1 gram, tức là M của H2O bao nhiêu nhỉ? 1 gram, tức là M lớn H2O này bao nhiêu? Cái oxy này cũng có đến 16, nhưng mà hydro cho bao nhiêu? Cho hydro là 1,008. Vậy thì cái này phải là 2 nhân với 1,008 nhân với cái tổng bao nhiêu? 16. 18,016. Cái này là như thế nhá. Thế còn cái này là đây chúng ta cho là 1 luôn. Cái này chúng ta 1 chưa? Đấy, vì là 1 ml mà nó 1 ga. Thế tức là cái này cũng chỉ ra được một cái thì gọi là mol gì nhỉ? Mol của H2O. Thế nhưng mà mol H2O làm thế nào ra được mol của H cơ? Cái này chưa phải đâu. Chúng ta phải đi vòng. Bây giờ thầy sẽ dạy các em một cái được gọi là bài toán con gà. Bài toán con gà nhé. Các em phải được đào tạo rất là nhiều thứ. Rồi. Đây. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cái này, bài toán con gà. Đấy. Đây thầy vẽ con gà như này. Rồi. Bây giờ hỏi là một con gà đếm thầy xem là có mấy cái đầu. Một cái đầu, tất nhiên là thầy nói con gà bình thường nhá, không phải gà đột biến đâu. Mấy cánh? Hai cánh. Mấy chân? Hai chân. Mấy cái người? Đấy con này à, mới mình à, một mình. Đấy. Ok, thế giờ thầy hỏi các em là con gà được gọi là bộ phận hay là tổng thể? Tổng thể. Thế còn đầu, cánh, chân, mình của nó được gọi là gì? Là bộ phận. Bây giờ thấy con gà nó chỉ có một thôi, được chưa? Con gà chỉ có một này. Cái đầu thì một không nói gì, nhưng mà cánh thế nào nhỉ? Có hai, chân có hai, mình có một. Vậy thì tóm lại là cái tổng thể và bộ phận thì cái nào ít cái nào nhiều? Tổng thể nó chỉ có một thôi, bộ phận là nhiều. Đấy, bộ phận là nhiều. Vậy ta có số tổng thể sẽ nhỏ hơn số bộ phận. Vậy thì bây giờ các em muốn tính cái số tổng thể đi số bộ phận thì từ tổng thể ra phải làm gì? Nhân lên hay chia ra? Ví dụ thầy có 1 con gà, em nhân lên thì 2 cánh. Thầy có 2 con gà thì mấy cánh? 4. Tức là từ tổng thể là ít, mà muốn ra bộ phận cái nhiều thì các em phải sao? Phải nhân lên. Đấy, quy tắc là như thế nhá. Cái này ít này, cái này nhiều này. Đấy, vậy thì từ tổng thể mà ra bộ phận thì các em phải nhân lên. Các em hiểu chưa? Thế bây giờ thầy có 10 cái chân thì bao nhiêu con gà? 5 con gà. Tức là các em phải là gì nhỉ? Phải
chia đi đúng không? Từ bộ phận này đi nhiều ra các tổng thể ít, các phải đến để chia đi. Đấy. Ngược lại là phải chia ra. Các em hiểu nguyên tắc này chưa? Tất cả các em hiểu nguyên tắc con gà được chưa? Hay là thầy gọi là nguyên tắc tổng thể bộ phận? Khi nào nhân, khi nào chia biết chưa? Rồi, bây giờ chúng ta áp dụng đây H2O. H2O thì các em có hiểu là H2O là cái gì? Là tổng thể. Thế còn cái H ở bên trong và cái O bên trong là gì? Ở bộ phận. Đấy, vậy thì bây giờ thầy biết biết H2O mà muốn tính H thì làm nào? Là phải gì? Phải nhân lên đúng không? Thế còn nếu mà tính O thì nó bằng luôn rồi không nói. Cái O này chính là cái đầu của con gà ấy, bằng luôn rồi không nói. Nhưng mà cái H thì chính là hai cánh của nó em. Em hình dung ra H2O luôn. Nó là phân tử như này, H này. Đấy, các em hình dung ra cái H này chính là hai cánh, giống như hai cánh con gà ấy. Các em phải làm sao? Phải nhân lên. Vậy thì thầy hỏi các em là số mol H có quan hệ gì với số mol của H2O? H và số mol H và số mol H có quan hệ gì với nhau? Số mol H bằng 2 lần. Các em hiểu này chưa? Hiểu này chưa? Vậy chúng ta quay lại nha. Vậy số mol H2O ra số mol H nó làm gì? Là nhân 2. Vậy thì các em đã tính được xong này chưa? Thấy lại nhá, các em lấy M của H2O chính là, M của H2O chính là bao nhiêu đây? 1 gram, 1 ml chính là 1 gram. M của H2O các em lấy là 1.008 × 2 = 16, thì ra là M đúng của nó được chưa? Đúng này ra là mol của H2O. Sau em nhân mấy? Nhân đôi ra mol của gì? Mol của H chung. Sau nhân với 6.02 nhân 10.22 thì ra là tổng mỗi cái từ H nói chung. H chung là H cả hai đồng vị đấy. Đồng vị 1, 2. Đồng vị 1, 2 là đồng vị 1, 1. Thế thì chúng ta phải tính cái gì nữa? Tính phần trăm của nó. Tính phần trăm của nó thì dựa vào cái này. Giờ M trung bình này. Đây. Các em có công thức là M trung bình bằng cái gì nhỉ? M trung bình bằng A1, X1. M A1 bây giờ là bao nhiêu đây? A1 bây giờ chính là gì đây? Chính là 1. Vậy nó có là 1 nhân với x1 cộng với 2 nhân x2 trên 100. Thì theo đôi đề bài nó bằng bao nhiêu? 1.008. Và theo đề, theo cái tổng phần trăm là x1 cộng x2 vẫn bằng gì? 100. Bây giờ các em giải hệ ra. X2 là x2 là em giải hệ ra cùng x1 và x2. X1 chính là phần trăm đồng vị. Hero 1, 1 đây là x1 này. X2 là phần trăm đồng vị hero gì? 1, 2. Mà người ta hỏi như 1, 2 thì em phải phải nhân với phần trăm đó, là phải nhân với x mấy đây? X2. Đúng rồi. Người ta hỏi hero 1, 2 mà hero 1, 2 thì cái này chính là phải là x2. Đấy, cái này cái chính là x2 em ạ. X2 này. Vậy các em đã hiểu cái giải chưa? Đây tất cả là cái đường đi bước của chúng ta như thế. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại. Chúng ta sẽ làm lại theo đúng cái đường đi này. Rồi bây giờ thầy mời các em trình bày nhá. Các em thích làm gì trước? Làm cái bên trái trước hay bên phải trước? Cái nào trước được đúng không? Thôi làm cái bên trái trước đi. Chả sao cả. Nào, bây giờ ai có thể trình bày lại được? Trình bày lại được nè. Xung phong rồi. Bây giờ dễ rồi. Hả? Bây giờ thầy hướng dẫn rồi thì chỉ có 2 điểm thôi. 5 điểm thì thầy. Chê đúng không? À, thế thì thầy làm thôi. À, đầu tiên các em tính thầy N của H2O bằng H2O bằng bằng M nhỏ trên M lớn. Mà M nhỏ là 1 gram. Đấy. M lớn chính là 1.008 nhân 2 cộng 16. Đấy, em bấm số này ra, em ra bao nhiêu. Đấy, em bấm đi.
phát triển bao nhiêu? 0.05. Cái này các em phải làm tròn nhiều số một chút để nó chính xác hơn. 1 này chia cho 1.008 nhân với 2 cộng 16. Các em làm tròn nào. 0.0555 3 số 5 nhé. Bài này nó đòi hỏi chính xác thì các em phải làm tròn chính xác. 0.0555 đấy mol. Từ đó các em tính thầy mol của H bằng bao nhiêu, bằng cách gì các em? Nhân đôi bằng 2 nhân với 0.0555 bằng bao nhiêu? 0.11. 0.11. Chuẩn chưa? Đó. Từ đó các em suy thầy là số nguyên tử. Số nguyên tử H chung bằng số nguyên tử H chung bằng. Bây giờ ai không xong cái này có hay à? Mỗi ngày không? Số nguyên tử H chung tính như nào? Từ số mol này ra số nguyên tử H chung tính như nào? Ai cho phong nào? Mời Ngân nào. Nhân với 6.02 nhân 10 mũ 23. Bấm đi. 6 kéo đi. Đấy. Hãy đây. 6.622 hả? 0.11 nhân với 6.02 nhân 10 mũ trừ nhân 10 mũ 23. Kết quả game có 6.622 nhân 10 mũ 2 đúng không? 6.622 nhân với 10 mũ 22 nguyên tử. Đấy. Tổng của nó là tương đây. Rồi thầy cộng điểm. Với cái đàn, với còn cái số này phải nhớ hơn một chút. Tiếp theo, bây giờ chúng ta thực hiện là tính phần trăm. Các em gọi phần trăm, gọi phần trăm đồng vị hiro 11 là x1, phần trăm đồng vị hiro 12 là gì? x2. Rồi sau đó thì các em làm gì nữa? Nào ai Trung Phong tiếp. Ai Trung Phong làm tiếp đoạn này. Mời Long à. Suy ra và trung bình bằng 1 nhân x1 cộng 2 nhân x2 trên 100. 1.008. Rồi, thế từ đó em mới suy ra x1 cộng với lại 2x2 bằng 100.8. Kết hợp với x1 cộng x2 bằng 100. X1 bằng 0.8. x2 nhầm đấy. Rồi lộn tùng vèo tí đúng không? X2 là 0.8%, X1 là 99.2%. Hero 11 là chiếm đa số em ạ. Hero 11 là chiếm đa số, là hero tự nhiên em ạ. Hero 12 là hero phóng xạ. Hero phóng xạ gây hại, nhưng mà rất may là nó có hàm lượng quá nhỏ, không đáng kể. Đúng không? Nếu mà hàm lượng hero 12 lớn thì cơ thể chúng ta không chịu nổi, không có sự sống. Thế nhưng mà cái hero này nó quá ít nhưng mà không đáng kể. Rồi tiếp theo, vậy thì bây giờ chúng ta tính với thầy số hero 12 trong 1 ml nước
trong 1 ml nước tính như nào? Ai dùng thọc? À, để xem nha. Bảo Linh nè, Bảo Linh với Long với Nam đang ngang nhau, à Nam nhiều hơn một tí, nhiều 2 điểm. Rồi, Bảo Linh. Ai đi sớm hơn thế? Đi tiền. Ai đi sớm hơn? Ai là em không đi sớm thì không kêu gì. Chẳng phải đi sớm. Đấy rồi. Anh không chia điểm là may đấy, lần này anh chia điểm là sao chia điểm? Nào. Ờ. Đúng rồi, lấy 0.8%. 0.8% tức là 0.8 chia 100 nhá. Đấy. Nhân với tổng số nguyên tử hydro đúng không? Đúng rồi, nhân tổng số nguyên tử hydro là 6.622 nhân với 10 mũ 22. Bấm cái này ra. 5.2976 nhân với 10 mũ 22 nguyên tử. Đây là kết quả, thầy đồng ý. Bây giờ là còn 2 phút nữa. 2 phút nữa để thầy xem. Phút nữa thì thầy xem là một em để cho thầy cái lịch học. Lịch học để thầy xếp buổi nữa. Có ai thay đổi gì không? Chỉ bổ sung mới lịch học buổi sáng thôi gì? Lịch học của các em vẫn thế. Chỉ là bổ sung cho thầy cái buổi sáng là học kín lịch ở trên trường đúng không? Chiều thế thì thầy sẽ xếp lịch của tiếp theo nhé. Tiếp theo sẽ có bạn nào muốn sáng thứ năm nhé, sáng thứ năm cũng giờ này đấy, sáng thứ năm cũng giờ này. Bây giờ các em bài tập cho các em này, bài tập về nhà hả? Em học một số nhưng mà học không 9 giờ, nhưng mà em phải hiểu là chiều em phải đi học. Chiều em phải học một tiết mục là 12:15. 12:15 là em phải về ăn trưa, ăn trưa xong ngủ trưa. Thế 11 giờ mới nghỉ sao thế? Ê, 8:30 là chuẩn nhất đấy. 8 giờ. 8 giờ lẽ ra là 8 giờ, nhưng mà 8 giờ lại quá sớm. Nghe hiểu chưa? Em phải cố gắng của em đi ngủ sớm một tí. Ok, bài tập về nhà cho các em này. Bài 7 và 8 này nó khó, thầy để chữa. Bài nào làm được thì tốt, còn nếu không thì để chữa. Các em làm thầy bài tập trang 18 nhá. Bài tập sách giáo khoa trang 18, bài có bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bài trang 18 đấy. Đấy, bài tập em ghi nào, không phải quên đấy. Bài tập là từ 1 tới 6 trang 18 sẽ qua. Đấy, xong cái buổi sau là thầy sẽ dạy sang bài mới. Sáng thứ năm cũng 8:30 nhá. Bây giờ phòng học có dấu rồi, bây giờ bạn nào có bạn nghe mà muốn có đồ học thì em có thể mời thêm nhá. Thầy sẽ phải sẽ thưởng mỗi bạn 200.000 một người. Được. Đấy. Bao giờ em không có phí thẻ thì nhận được. Em có thể là không có trọng. Có thể trừ cái này.